Xe chế dầu lấy tiền mà chế 500 ngàn dầu mà dài là chết. Và xe cụa hại hết. Chiều ngày 6 tháng 7, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Đắk Lắc cho biết đã niêm phong các bồn chứa, lấy mẫu tại cây xăng dầu ngọc sơn, đi kiểm định sau khi khách hàng phản ánh nơi đây bơm dầu lẫn nước vào ô tô. Theo một lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Đắk Lắc, qua kiểm tra sơ bộ, cây xăng này có 3 bồn chứa dầu, thì một bồn đã cạn đến đáy. Trong bồn đã cạn đây có cặn và nước trong khi đó ông chủ cây xăng dầu ngọc sơn xác nhận vào thời điểm đó cây xăng có bơm dầu cho xe ông hát sau khi được ban ngành gọi điện ông đang công tác tại bình định đã tức tốc về doanh nghiệp để phối hợp xử lý chủ cây xăng dầu ngọc sơn cho biết ngành chức năng đã lấy mẫu kiểm định kết quả chưa biết được nhưng sẽ chỉ trách nhiệm nếu xe hư do nguyên nhân dầu lẫn nước từ cây xăng dầu của mình